cách khai thị cho oan gia trái chủ, hàng ngày tiêu trừ nghiệp chướng. Con xin thỉnh mời tất cả cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, bà con nhiều kiếp, cô bé đỏ, cậu bé đỏ tại gia chung, các thai nhi con đã bỏ tiền chủ hậu chủ trong đất này. Oan gia trái chủ đang ở trên thân thể con, từ kiếp này cho đến nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cùng với tất cả chúng sinh vô hình, có duyên hay không duyên với Phật Pháp ở trong khắp Pháp. Giới mười phương hư không này, đều nhờ oai đức của chư Phật mười phương, của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả chúng sinh quy tụ về nơi Tam Bảo cùng chúng con tu tập nghe Pháp. Còn những chúng sinh còn nghiệp lực sâu dày, không thể nghe Pháp, không thể tới được thì chúng con xin nhờ từ bi lực, tha lực, pháp lực, hiền thắng lực của chư Phật mười phương ba đời mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tất cả chúng sinh được cảm thọ an nhiếp được tinh thần nghe thấy lời kinh tiếng chú thì tất cả chúng sinh khi nghe thấy thì đều tiêu trừ được nghiệp chướng sinh tâm hoan hỷ. Cùng với con tu tập để hóa giải nghiệp chướng, phiền não chướng của con và các quý vị, khi tu tập cùng con thì sẽ được no đủ, được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được siêu sinh tịnh độ. Các oan gia trái chủ đang ở trên thân thể con, cũng như ngoài thân thể con và gia đình con, tha thứ cho con từ nhiều đời nhiều kiếp bị vô minh che lấp nên con đã tạo tội nên cho các quý vị phải tổn em mờ. Chết uổng vì con nay con biết tu tập thì con xin ăn năn sám hối các quý vị tha tội cho con, các quý vị cùng con tu tập cùng con hóa giải nghiệp chướng này. Nếu quý vị cứ muốn trả thù con thì suốt đời này đến đời nào mới thoát được ân ân oán oán, người sống như con thì khổ sở, người mất như quý vị thì hồn siêu phách lạc, nên con xin các quý vị hoan hỷ cho con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.